Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đó mọi người nha. Xin chào anh em, game hay tài chiến mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xem like và một subscriber channel phát triển nha, cảm ơn em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình lót dép ngoài hóng sự kiện mới anh em. Hôm nay thứ 5 rồi anh em, tối nay là chúng ta sẽ mở sự kiện tuần mới, không biết là có tính năng mới không thì không biết. Hôm nay thì ghé qua hạc dân chơi VIP qua đây full code quả của nhà nào anh em nhé. Ngoài ra thì bên kênh mình đang có sự kiện event tặng bộ 3 code web. Anh em nào chưa tham gia thì vào trong kênh xem và tham gia. Rồi, trước mắt thì chúng ta ghé fanpage xem nay trên fanpage chúng ta có gì hot không anh em. Cập nhật ngày mới luôn. Đó, bữa nay cập nhật sớm này. Hôm nay chúng ta có gì đây? Ai đủ điểm thi rồi điểm danh ạ. Chopper ui. Một cái gì đó vô cùng khó khăn. Tuyển trưởng có đủ combo và quà. Hôm nay chưa, làm bơ thôi. Tính năng mới. Có nhiều anh em hôm qua bảo tôi cần gì hai con số 5 với 78 là được, thì các bạn không hiểu cái sự kiện này rồi. Các bạn nhìn cái event này, nhìn chơi qua nó tôi hiểu rồi anh em. Các bạn chỉ chọn được mỗi số một lần thôi chứ không hề được chọn hai lần đâu anh em. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là mỗi số các bạn chỉ chọn được một lần thôi, nên là vì sao có quả là 64 78 là vậy anh em, bởi vì 6 4 là 10, 7 8 là 15 là 25 anh em. Đó là nói qua thôi. Nhìn qua không biết rồi anh em, mấy cái số này chỉ chỉ chọn một lần nên là anh em đi được cộng trừ nhân chia là chắc là cũng được mình tùy chọn luôn. Đó. Nếu mà được cộng như kiểu đấy thì quá dễ. Ok, nói chuyện bên game hiện tại cũng chưa có gì đặc biệt anh em. Chắc về game nhập code hốt quà thôi. Ok, hiện tại vẫn chưa thấy có gì đặc biệt các bạn. Rồi, về game nào. Về game thì hôm nay quà này thì chúng ta có thêm có đè VIP nữa anh em. Hôm nay được cả VIP code anh em. Nếu có này là có dùng riêng, thế nên là anh em muốn lấy thì lên sự kiện chiên lấy nhá. Đây, có dùng riêng gọi, phải có dùng chung đâu, phải có dùng riêng này. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thêm hai bộ code thì anh em biết rồi. Giáng sinh an lành, cái con này mấy ngày nay tập này anh em nhập nó hết rồi đâu nữa. Tôi thì còn mấy hàng này chưa nhập thì tranh đủ qua nhập thôi. Có một kèo nữa anh em, một kèo đập thùng, mấy kèo đập thùng với cả anh em chưa làm được. Rồi ok, 26K4. Ok à. Rồi ok luôn các bạn. Đụng qua. Rồi. Có tuần vàng VIP này. Chúng ta có tay tuần này. Đấy. Mừng Giáng sinh. Rồi có đề VIP vàng anh em. Ba bộ ba code. Qua thì chúng ta có quà tương mới. Ok lượn nào. Bộ luôn quà gift code này mang về gì? 50 thùng bia. Một vé dành tay anh em. Một cái vé dành tay là cũng được rồi. À này biết ồ không tính nhiệm vụ anh em. Đấy. Nó không tính em nhưng mà cũng chả sao từ. Ok toàn nhiệm vụ 4 sao không phải. Ui 7 sao luôn ạ. À. Rớt được ra đến tất cả nhiệm vụ 7 sao, 6 sao luôn anh em, càng đét luôn ạ. Cho luôn cả nhiệm vụ 7 sao hai cái đây. Mà lem luôn ạ. Đùa với tôi đâu. Không thấy gì mà rơi ra này như thế đâu anh em. Ok. Thế là có đủ nhiệm vụ 4 sao không anh em? Ôi làm sao nhiều quá. Chưa hết luôn à. Ồ. Ở đây sẵn anh em mới sao quay vào nhận cho sướng các bạn. Làm sẵn đây cũng được, sau bữa sau quay lại đây nhận thì cũng tha hồ rồi các bạn. Rồi. Ui thế thoải mái anh em, 60 mà. Ok thì chúng ta hoàn tất 30 à. 30 nhiệm vụ anh em. Được rồi. 30 nhiệm vụ đúng không? Thoải mái anh em, đây thoải mái mà, còn hơn 60 nhiệm vụ 4 sao anh em. Đó. Tí thì cứ thoải mái thôi. Cái này hơi căng đấy nhỉ. Này quẻ này nghe hơi căng đấy, hơi bị khoai đấy, đùa đâu anh em.
Nhiều đây. Ôi trời ơi. Quá trời luôn anh em. Ồ không. Còn hơn 24 nhiệm vụ nữa mà không không đủ để nhận anh em. 1 2 3 3 luôn anh em. 4 5 6 7 8 9 này 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ok rồi. Thật 30 nhiệm vụ. Ra thì nhận thôi. Quá là đơn giản anh em. Nượm nào, nượm nào. Giờ thì tới thôi anh em. Rồi. Ok luôn. 350 xu à. Đúng bài luôn anh em. Mà túi nào. 100, 400, 45 à. Cái đó nhờ. Ít nữa là ngon rồi. 100 xu. Không có xu anh em. Cũng không có xu. Ôi dồi luôn. Được 5 xu nữa các bạn. 450. Được 30 xu nữa. Để còn thiếu 30 xu nữa các bạn. Từ. Tôi chưa dùng vé thỉnh tay anh em. Phải dùng vé thỉnh tay ra thì mới làm gì làm được chứ. Quên chưa kích hoạt vé thỉnh tay các bạn. Có 65 thùng bia rồi. Đây quay được có 5 lần anh em. Thôi thì quay tạm đi. Chiều hóng ngày mai thêm sự kiện mới anh em. Thấy sự kiện mới quà cáp ngon quá trời luôn. Không biết là có được như vậy không thì biết anh em. Nhưng mà nếu như vậy thì quá ngon luôn. Mà quà cáp sự kiện mới này. Có sự kiện mới để mà săn quà anh em. Nhìn thôi là thấy ok rồi. Ok rồi. Thứ 30 xuống quay nữa mới được các bạn. Thôi cứ từ thông hả. Ok, lượm qua 40 thùng bia. Sự kiện nào. Có bốn lá. Được 50 thùng nữa. 150 thùng anh em, 150 thùng. Sứ luôn à. Marco, đi chà. Khởi đầu ra tướng luôn anh em. Chứ gì đã có anh Marco rồi. Galuxy. Tiếp tục. Sabo. Anh Sabo. Momonga. Lầy Usopp. Vẫn là Usopp. Tới nào. Sunri. Sunri hack. Ui chopper. Chopper rắn sinh anh em tuyệt vời luôn. Hè con nào chính tôi đem thứ 3 form. Nó đủ E5 rồi. Không ra các bạn. Ôi giời ơi. Tuyệt vời chưa ạ. Trời ơi. Trời ơi bạn biết gì không. Tôi hết tiền rồi. Quá tuyệt vời luôn, mấy ngày nay tôi đang bị con gái tôi trêu cho lại anh em. Tôi hết tiền thật các bạn. Ôm lo anh em, 150 thùng đã được nhờ 4 SS rồi. Thêm chủ tịch nữa anh em, tuyệt vời. Quá hịn anh em, đùa ở đâu. Mấy lượt. Chưa được 10 lượt anh em, cả anh em cũng được. Ở trong ngoài cũng có 4 dương nữa rồi mà. Được tạm các bạn. Tạm về chơi xem nó có mở ra nhiều không.
Vừa bắt đầu bằng này nhân phẩm mở ra được 50k sao anh em. Đây 50k kim cương này nhiều nhất không nhỉ? Tôi chưa một lần nào mở được anh em. Nhân đầu hôm nay sẽ là lần đầu tiên anh em. Biết đâu được hôm nay sẽ là bạn biết gì chưa? Tôi mở ra được 50k kim cương rồi đấy. Vượt ngục 27 mẹ ạ. Trời ơi. Đây rồi. Ok, giờ thì đi mở rồi anh em. 6 dương này trước. Năm mươi k kim cương là nhiều nhất đúng không? Rồi ok. Bạn biết gì chứ? Tôi có 50k kim cương rồi đó. Vâng. 500k anh em. Quá gắt rồi. Không còn gì nói nữa. Mở nào. Kinh ạ. Ơi. À, chào anh em, sắp tới chủ tịch Chopper sẽ được quyền AL2 anh em và diễn ra trong một tuần. Đó thông tin mới nhất tôi cập nhật thêm. Anh em đừng quên tích góp quyền AL2 là vừa. Là clip này lại kết thúc ở đây. Hẹn gặp anh em kiểu thêm nhé. Cảm ơn tôi theo video kênh Tiểu Tử Đường Phố nhiều. Và đừng quên vào cho anh thêm và tham gia sự kiện nhận code web nhé. Dạ thì bye bye mọi người.